Võ Hoàng Yến tiết lộ lý do rời sàn diễn 8 năm trước. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến lần đầu tiết lộ nguyên nhân tuyên bố giải nghệ người mẫu, chuyển sang làm DJ hồi năm 2015. Trong cuộc trò chuyện mới đây với ngôi sao, Võ Hoàng Yến nhớ lại giai đoạn đầy khó khăn, bế tắc trong sự nghiệp người mẫu. Chân Dài sinh năm 1988 cho biết gần 10 năm trước, cô từng gặp nhiều biến cố trong cuộc sống riêng lẫn công việc, cảm thấy thất vọng, nghi ngờ bản thân. Khi đó, tôi nỗ lực làm mọi cách nhưng không đạt được thành công như mong muốn với nghề mẫu. Tôi nghĩ mọi người bắt đầu rời xa mình, hào quang đã mất rồi. Có cố gắng thế nào, bỏ tiền đầu tư nhiều đến đâu cũng vậy thôi. Vì thế, tôi quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực mới là nghề DJ, Võ Hoàng Yến nói. Siêu mẫu cho hay dù tuyên bố giải nghệ, tận sâu trong lòng cô vẫn nhớ sàn diễn, vẫn đam mê thời trang, nghệ thuật. Người đẹp chọn thử sức với nghề DJ để tiếp tục duy trì hoạt động trong làng giải trí, trên một sân khấu mới. Thay vì diễn cát vát, tôi trở thành nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc. Thực sự trong mấy năm làm DJ, thâm tâm tôi vẫn mong mỏi có cơ hội trở lại sàn diễn. Điều đó đến khi cuộc thi Việt Nam Starnet Top Model 2017 được tổ chức. Tôi vội chộp lấy cơ hội tái xuất rồi may mắn thành công, được đông đảo khán giả đón nhận, Võ Hoàng Yến kể. Siêu mẫu nói nhìn lại giai đoạn đầy khó khăn, thử thách đã qua, cô biết ơn tất cả những điều xảy đến với mình. Võ Hoàng Yến thấy học được nhiều điều, trưởng thành hơn sau biến cố. Mọi thứ đều là mắt xích, chìa khóa để tạo nên tôi của bây giờ. Tôi nghĩ nếu không có những sự việc đó, con người đó, mối quan hệ đó, chắc chắn sẽ không có một Võ Hoàng Yến đang ngồi đây, Chân Dài 8X nói. Thời điểm hiện tại, sau khi nếm trải nhiều bài học trong cuộc sống, công việc, Võ Hoàng Yến nói cô hài lòng với những gì đang có, cảm nhận bản thân đang ở giai đoạn đủ đầy, hạnh phúc nhất. Tôi đã chạm tới ước mơ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được, là trở thành nhà sáng lập một thương hiệu thời trang riêng, khởi nghiệp làm kinh doanh, Võ Hoàng Yến cho biết. Hiện ở tuổi 35, Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2008 vẫn là Chân Dài đắt sâu. Cô được nhiều nhà thiết kế, thương hiệu mời làm vedette đắt sâu thời trang lớn. Với Võ Hoàng Yến, sàn diễn là cuộc sống, là thế giới của cô nên dù làm kinh doanh, người đẹp vẫn duy trì nghề người mẫu, chưa có kế hoạch rút khỏi sàn diễn. Võ Hoàng Yến cho biết hiện cô đảm đương nhiều công việc nên luôn bận rộn, phải tạm hoãn đám cưới đến 2 lần và có lúc bị stress nặng, sụt cân nhanh. Tính tôi không thích ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng muốn tìm hiểu những thứ mới lạ, thử xem giới hạn bản thân ở đâu. Mỗi giai đoạn trong đời tôi đều muốn tìm một mục tiêu mới để chinh phục. Hiện tại, như bao nhiêu người khác, tôi đối mặt những khó khăn khi khởi nghiệp kinh doanh thời trang nhưng tôi nghĩ quan trọng là mình dám đương đầu, sẵn sàng đón nhận mọi điều, xem đó như bài học để trưởng thành, tiếp tục phát triển, đi tới. Võ Hoàng Yến nói. Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, từng đoạt giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu một Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô tuyên bố giải nghệ năm 2015, sau đó trở lại năm 2017 và hoạt động đến nay. Cô từng làm giám khảo Việt Nam Starnet Top Model, The Face Việt Nam 2018, Miss Supernational Việt Nam 2018, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.